Hello, xin chào toàn thể quý nhà. Số điện tử công nghệ cao online 0865 68 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang hình chiếc mắt cúc áo bạn nhé. Mã sản phẩm là cúc áo S202. Đó, đều sản phẩm này. Đó, sau đây mình sẽ ốp màu sản phẩm ra và giới thiệu cho mọi người. Đây camera đây bạn nhé, camera siêu nhỏ luôn, mắt camera hình cúc áo này. Nối đoạn dây dù khoảng 20 cm bạn nhé. Đây thân camera, đây mắt camera siêu nhỏ luôn. Đi kèm theo thiết bị thì sẽ có một cái túi cục áo để giúp các bạn ngụy trang nhé. Đây túi cục áo giúp các bạn có thể là ngụy trang vào mắt camera. Đây các bạn có thể ngụy trang vào mắt cục áo này. Đây mắt cục áo bạn nhé. Các bạn có thể ngụy trang vào cục quần cũng được. Đây là vào đầu đinh vít này. Đây các bạn có thể ngụy trang vào đầu đinh vít đều được hết. Đinh vít đây các bạn nhé. Đó, rất là nhiều mắt các bạn nhé. Đó, và một cục pin dự phòng mini này. Đây của sạc pin dự phòng mini. Thì pin của thiết bị các bạn có thể dùng liên tục được khoảng 7 đến 8 tiếng các bạn nhé. Pin của cái sạc dự phòng này các bạn có thể dùng thêm được khoảng 3 tiếng. Thì khi hết pin camera này hết pin thì các bạn có thể dùng sạc của cái sạc dự phòng mini này để dùng tiếp các bạn nhé. Còn ở dưới hộp thiết bị thì sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Hết pin thì các bạn sạc như sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sạc khoảng 2 tiếng là đầy pin các bạn nhé. 2 tiếng các bạn có thể dùng liên tục được khoảng 7 đến 8 tiếng mới hết pin. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt của do đơn vị nhà mình soạn thảo ra. Đó, trong này có chi tiết từ bước đầu tiên là tải ứng dụng về nút cam và điện thoại này. Bước thứ hai là bật thiết bị lên này. Bước thứ ba là kết nối wifi của camera rồi xem này. Bước 4 là kết nối xem từ xa như nào này. Trong này có hết các bạn nhé. Đó, thì các bạn nhận hàng các bạn cứ làm theo cái video hướng dẫn sử dụng này của mình hoặc là làm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng đơn vị nhà mình gửi kèm theo đây là có thể sử dụng được các bạn nhé. Sử dụng rất là đơn giản thôi. Đấy, bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo mã S22 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình, đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn. Và các bạn đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB, đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong cái camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi làm theo là được thôi các bạn nhé. Đó, chương trình đặc biệt này chỉ dành riêng cho những bạn nào đã đăng ký kênh YouTube Yên Phát thì mới được tặng kèm thôi. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhanh tay đăng ký kênh để nhận được nhiều ưu đãi của đơn vị nhà mình các bạn nhé. Đó, nhận hàng thì bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải test cho tiền. Mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình. Và đơn vị nhà mình là cũng không thu tiền phí ship của mọi người các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ bóc cái thẻ nhớ ra và mình cắm mắt camera test cái chất lượng hình ảnh thực tế cho mọi người biết các bạn nhé. Đây mình sẽ xé thẻ nhớ ra này. Đó. Đó, thẻ nhớ chính hãng 128GB. Để gắn thẻ nhớ vào nhé thì các bạn úp cái chiều mặt đồng này, các bạn hướng lên chỗ có cái mắt camera các bạn nhé. Đây. Các bạn cắm theo như này. Đó, các bạn cắm vào sẽ tạch bằng cái như này là được các bạn nhé. Đó, thì để khởi động nguồn thiết bị các bạn sẽ khởi động bên này. Còn khi các bạn muốn reset camera thì các bạn để ý bên sườn bên này nhé. Thì nó đối diện với cả cái nút bật mở sang bên sườn bên này, nó sẽ có nút reset bên này. Các bạn ấn kêu tạch tạch thì nó sẽ kêu các bạn reset ở bên này là được các bạn nhé. Sau đó các bạn gì sạc pin thì các bạn sạc đây. Đó, đây cho mình sẽ bật nguồn lên này. Đó, các bạn bật nguồn lên thì thiết bị nó sẽ sáng cái đèn màu đỏ đây. Mình sẽ bỏ những phụ kiện của camera ra cho rộng hướng dẫn. Đó. Để sử dụng thiết bị nhá thì các bạn cần phải tải cho mình một cái ứng dụng vào điện thoại, là ứng dụng là Lookcam các bạn nhé. Ứng dụng có biểu tượng là Lookcam đây. Đó, thì bước đầu tiên thì các bạn sẽ khi tải ứng dụng xong thì các bạn sẽ vào cái một cài đặt của điện thoại này. Sau đó bạn chọn mục là Wi-Fi nhé. Đây, các bạn đợi một chút này. Đó, thì cái camera cúc áo S22 này sẽ phát cho mình cái mã wifi có chữ F đằng trước và một dãy số không mật khẩu để bạn kết nối vào đây nhé. Khi các bạn kết nối xong thì nó sẽ hiện cái dấu tích ở đây, các bạn thoát ra ngoài màn hình chính này.
Sau đó các bạn vào cái ứng dụng là nút cam các bạn vừa tải về ấy. Đây các bạn vào ứng dụng nút cam. Khi vào trong ứng dụng nút cam thì cái ứng dụng nó sẽ hỏi các bạn một bên là cancel, bên là ok, thì các bạn chọn một cancel cho mình nhé. Đó. Thì khi bạn chọn cancel xong thì trên màn sẽ hiện cái chữ là device online. Thì để xem thiết bị thì các bạn sẽ vào chữ device online đấy, rồi các bạn chọn cancel là xem. Đó, đây các bạn muốn quay, đây mình sẽ quay một cam đây. Đó, đây là hình ảnh nó bị ngược các bạn nhé. Các bạn có thể chỉnh hình ảnh được đây. Các bạn sẽ chọn vào hai hình tam giác này. Đấy, sẽ ngược quay lại. Đây. Đây. Đó, lên xuống ngang dọc đều được hết các bạn nhé. Đó, các bạn quay làm sao cho đúng chiều các bạn ý thôi, nó sẽ sang trái sang phải này, lên lên xuống này. Đó, các bạn muốn bật tiếng thì bạn sẽ chọn vào hình cái loa. Alo alo alo, do hai thiết bị ở gần nhau nó sẽ bị xung đột thanh và nó sẽ có tiếng vọng âm như vậy các bạn nhé. Còn khi các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái camera này nó nghe rất là rõ luôn. Đó, các bạn nào muốn chụp ảnh thì bạn sẽ chọn vào màn hình cái máy chụp ảnh này. Đó, là đường mũ ảnh các bạn nhé. Đó, đường mũ ảnh nữa đây. Còn bạn nào mà muốn lưu lại video nhé, lưu lại video thì các bạn sẽ chọn vào bên cạnh cái máy chụp ảnh này. Đó, nó sẽ lưu lại video là 3 giây, 4 giây. Đó, các bạn muốn không muốn lưu nữa thì các bạn sẽ bấm lần nữa đây. Đó, nó sẽ lưu một đoạn video vào rồi. Còn bên này hai hình tam giác này vừa mình đã giải thích cho các bạn rồi, nó là chỉnh ảnh thôi. Khi ảnh nó bị ngược thì các bạn mới dùng đến các bạn nhé. Còn hai cái hình quả cầu này để giúp các bạn có thể cho hình ảnh nó sáng lên và cũng như cho hình ảnh nó tối đi các bạn nhé. Đó, đây. Đó, cho nó vừa vừa thôi. Khi nào hình ảnh nó đã đủ ánh sáng và cũng là đủ đủ cái độ tương phản rồi thì các bạn cũng không cần dùng đến hai cái này nữa các bạn nhé. Đây, hai cái này là chỉnh cho hình ảnh sáng và độ tương phản của nó thôi. Đó. Còn cái bên cạnh đây là cái chế độ quay ban đêm này. Đó, các bạn ấn vào nó sẽ là quay ban đêm. À, ban đêm thì camera sẽ quay được phạm vi khoảng 8 đến 10 mét các bạn nhé. Đây. À, khi nào các bạn muốn quay ban đêm thì sẽ bật cái chế độ ấy lên. À, còn cái đèn trên thiết bị nhé, cái đèn trên thiết bị các bạn có thể tắt được đi này. À, cái đèn đây, cái đèn đỏ đây đúng không? Các bạn muốn tắt đi các bạn sẽ chọn hình cái đèn này. À, thì camera sẽ tắt đèn đi. Các bạn muốn bật đèn lên các bạn sẽ bấm lần nữa thôi. Là được, nào lại bật đèn lên các bạn nhé. Thì với những cái mới, những cái người đã dùng lâu rồi người ta tắt đèn đi thì rất dễ. Còn những bạn nào mà mới dùng thì các bạn nên, mình khuyên các bạn là lên là bật đèn lên nhìn cho dễ nhận biết các bạn nhé. Các bạn muốn tắt, còn các bạn muốn che cái đèn đi các bạn sẽ lấy một miếng băng dính các bạn gắn vào đây là được các bạn nhé. Còn các bạn lấy cái gì bạn che đây là được các bạn nhé. Đó, còn bên sườn đây là chế, các bạn chọn chế độ quay. Đó, các bạn chọn chế độ quay 4K cho sắc nét các bạn nhé. Đây, hình ảnh rất là nét, soi chữ cũng rất là ok các bạn nhé. Đó, điện tử công nghệ cao. Đó, sắc nét luôn. Đó. Đó, mình đã kết nối với cả wifi của camera để xem các bạn nhé. Đó, thì bước tiếp theo thì mình sẽ vào một cài đặt chung trong cái ứng dụng là nút cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người từng cái một cài đặt một trong cái ứng dụng là nút cam các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ chọn một cài đặt này, sau đó bạn chọn mục device setting. Đó, thì mục đầu tiên là mục là alarm config này. Mục này là các bạn bật cái chế độ cảnh báo chuyển động. Thì khi các bạn bật cái chế độ cảnh báo chuyển động thì cái camera sẽ tự động gửi thông báo với điện thoại các bạn. Thì các bạn sẽ biết được là đã có người di chuyển qua mắt camera. Thì các bạn theo dõi nó sẽ dễ hơn các bạn nhé. Đó, các bạn chỉ gạt hết tất cả sang màu xanh cho các bạn chọn ok là được. Còn mục tiếp theo là mục là modify password này. Mục này để các bạn có thể là bật cái chế độ là đổi mật khẩu các bạn nhé. Đó, các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn sẽ nhập mật khẩu cũ mặc định của cái camera sẽ là 123456. Còn bạn muốn đặt mật khẩu mới thì các bạn sẽ chọn là new password này. Sau bạn chọn confirm nhập lại mật khẩu là được các bạn nhé. Rồi chọn ok. Đó. Còn mục tiếp theo là mục SD card setting này. Đó, mục này để các bạn có thể là cài đặt cái chế độ tự động lưu hình ảnh vào trong thẻ nhớ các bạn nhé. Đó, các bạn muốn lưu thì các bạn sẽ gạt hết cả sang màu xanh này. Sau đó bạn chọn chế độ hình ảnh này. Các bạn muốn chọn chế độ hình ảnh sắc nét thì các bạn sẽ chọn là 4 HD cho sắc nét các bạn nhé. Đó, còn mục tiếp theo là mục là video duration. Rồi, mục này nó sẽ hiện ra những cái độ dài của video các bạn nhé. Các bạn muốn chọn độ dài bao nhiêu thì các bạn sẽ chọn đây. Thì khi bạn ví dụ bạn chọn 5 phút thì cái camera sẽ tự động lưu đoạn video là 5 phút một đoạn, bao giờ đầy một chiếc thẻ nhớ là 128GB thôi các bạn nhé. Thì mình khuyên các bạn là các bạn dùng nhiều người dùng nhất là người ta sẽ chọn là 5 phút, người ta xem lại nó dễ. Bởi vì nếu mà chọn 30 phút thì nó rất là lâu các bạn nhé. Đó, này còn bên dưới nó sẽ hiện dung lượng bộ nhớ đây. Đó, còn bạn nào muốn xóa tất cả những dữ liệu ở trong thẻ nhớ thì các bạn sẽ chọn mục là format này, rồi các bạn chọn ok là được các bạn nhé.
Đó, còn mục tiếp theo là mục là wifi setting. Mục này để các bạn bật cái chế độ để xem từ xa bạn nhé. Thì khi các bạn chọn vào chế độ này thì camera sẽ tìm ra những wifi xung quanh nơi các bạn đang gắn chiếc camera này, thì các bạn kết nối vào bạn nhé. Đó, nó sẽ tìm ra wifi của nhà mình rồi. Cho các bạn nhập mật khẩu vào rồi các bạn chọn ok là được các bạn nhé. Đó, còn mục tiếp theo là mục là report device. Mục này các bạn có thể tắt camera từ xa này. Đó, cho các bạn chọn ok là được. À, còn reset factory là reset camera từ xa trên điện thoại, không phải reset bằng tay nữa các bạn nhé. À, còn mục cuối cùng là mục là generate device, là mục để xóa tất cả những cái cài đặt ở trên cái ứng dụng là nút cam này các bạn nhé. Thì nó sẽ xóa tất cả những cái cài đặt này. Đó. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ cúc áo mã là S22 rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0865 618 226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB đơn vị nhà mình gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Đó, các bạn phải đăng ký kênh YouTube Em Phát thì mới được tặng kèm thẻ nhớ thôi các bạn nhé. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhanh tay đăng ký kênh để nhận được nhiều ưu đãi của đơn vị nhà mình. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.